các bạn nghe tới học bổng nhé các bạn nghe tới học bổng rồi các bạn suy nghĩ đó là à là học bổng sẽ dành cho những người mà nó siêu xuất sắc siêu đặc biệt siêu nhân chẳng hạn hoặc là những người học giỏi quá rồi có những cái gì mà nó đặc biệt rồi thầy cô cho học bổng đó mà nhưng mà xin nói với các bạn là các bạn cái tiền đó hoàn toàn sai bản thân thuận thuận được nhận học bổng bởi vì trong học bổng đấy, đấy học bổng của thuận nhận ấy là toàn trường mà chọn ra trong tất cả các người Việt chọn ra một người, hoặc trong tất cả người Trung Quốc chọn ra một người để nhận thì thuận may mắn trong tất cả các người Việt đó thuận được nhận. Thì lý do tại sao thuận được nhận ấy, bởi vì á thuận có cái mục tiêu tương lai rõ ràng và cái việc mà thuận nhận học bổng, thuận nhận cái học bổng đó thuận cho thuận để làm cái gì? thuận có dạch ra một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể cho cái việc mà Thượng nhận học bổng còn cái việc mà cái năng lực học của nhờ năng lực học thì thuận xin chia sẻ với các bạn như thế này thuận không phải là siêu nhân thuận cũng không phải là với người gì đó học quá giỏi hoặc là siêu đặc biệt để nhận được nó thuận chính là một người học rất bình thường và chỉ được một cái là hơi chăm hơi siêng hơn các bạn khác thôi thuận thuận xuyên học này thuận xuyên học hơn các bạn khác ví dụ như các bạn là từ các bạn học buổi sáng là từ ví dụ như là từ 9 giờ các bạn học tới 1 giờ là các bạn đã xong một khóa học các bạn đi về nhưng mà thuận gọi là trường thuận học thêm thuận tự học nha chứ không phải là thầy cô dạy hết thuận học thêm đây vì có cái phòng tự học cho học sinh đấy thuận học thêm từ từ hai giờ thuận học tới 5 giờ Thường ngồi thử tự học về những cái mà thầy cô đã giảng ngày hôm nay Họ rồi hoặc là bài cho ngày mai hoặc là những cái bài khác thì đó rất là thuận tự học và bởi vì học trong trường cho nên có những cái gì thuận không biết thuận có thể hỏi trực tiếp thầy cô thì, thì người ta thấy cái học bổng người ta thấy là mình xuyên là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thuận biết cái học bổng của mình đang nhắm đến đó, là dành cho những bạn xuyên là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải giúp đỡ cô hai, thì thuận biết được đó là học bổng này phải là giúp đỡ những bạn bè những cái người mà cấp dưới của mình, những không phải là cấp dưới mà là những cái bạn đi sau mình ấy là xét thêm những cái việc đó là có giúp đỡ người khác hay không, mà thuận thuận đó giờ luôn là thuận luôn giúp đỡ những cái người đi sau mình trên nguyên tắc đó là tự nguyện chứ không phải là có điều kiện à là để nhận học bổng cho nên là mình cố gắng mình giúp đỡ những người này khác hoàn toàn không phải như thế thì nếu mà các bạn á các bạn giúp trên nguyên tắc là các bạn vì học bổng cho nên các bạn mới giúp thầy cô sẽ nhìn ra chứ à không có thấy thầy cô sẽ nhìn ra chứ cái việc mà giả tạo cái sự giả tạo của các bạn thầy cô sẽ nhìn thấy hết cảm ơn mình làm cái gì nên làm từ cái tâm của mình thuận ở lại học cũng giống như cái việc thường ở đây học không phải là vì thuận muốn chứng minh cho thầy cô thấy là vì muốn học bổng học bổng đó xét cho cái sự siêng cho nên là thuận ở lại thuận học để cho thầy cô thấy mình siêng nhưng mà không cái tính của thuận là như vậy bởi vì á trong lớp á thuận chậm 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 hiểu hơn những người khác cho nên mình cần ở lại học học thêm để theo để theo kịp các anh chị khác thôi bởi vì thuận vô cái lớp học của thuận ấy cái lớp học của thuận là toàn những anh chị đã có được n 2 và n 1 rồi trong khi thuận chưa có được n 3 nữa đó là câu chuyện mà cái đó là câu chuyện có thật khi mà mình còn học ở trường tiến nhé mình vô học ở một cái lớp mà các anh chị đã có được n 2 và n một rồi là các anh chị học như siêu nhân vậy đó các anh chị đi vèo 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 thuận không theo kịp có những lúc mà thuận cảm thấy rất là nản và khóc nhưng mà do cái việc kiên trì kiên trì mỗi ngày của thuận ở lại trường học rồi xong rồi tối về nhà tối về nhà thuận cũng kiên trì thuận học thuận cũng kiên trì thuận học lúc đầu thuận cũng không có để ý tới học bổng cho lắm mình chỉ biết sơ qua điều kiện đó là phải xuyên và giúp đỡ những người khác thôi Mình chỉ biết sơ qua cái điều kiện đó là như vậy thôi Nhưng mà mình chỉ xuyên bởi vì tương lai của mình Và mình giúp đỡ cho người khác bởi vì cái tâm của mình Nó chỉ là như vậy thôi Thì khi mà khi mà tới học bổng ấy Tới tới mà khi nhận học bổng đấy Thì ai vô nhận học bổng là cũng đã, đã đạt qua hai cái điều kiện cơ bản Nhất là xuyên Và thứ hai đó là giúp đỡ cô hai rồi Vậy bây giờ hả? Ăn học bổng để bạn làm cái gì? và tương lai của bạn bạn làm cái gì thì có một số ứng cử viên là về cái mà cái việc mà học ấy cái việc học là đã có N1 mà các anh chị đã có N1 mà xét về bằng cấp thì thuận chỉ có N4 thôi mà các anh chị đã có N1 rồi thì mà tại sao các anh chị lại không được thuận thuận thắc mắc nha thuận thắc mắc thuận thắc mắc tại sao thuận lại được không hiểu bởi vì cái trình độ học nó quá xa nhau mà thì thầy cô trả lời là như thế này các anh chị đó cái anh chị cái 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 anh chị đó đó ví dụ như cái anh đó đó ảnh 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 có n một đúng là ảnh thông minh thật cái việc mà thông minh và cái việc giỏi của ảnh thì không thể nào phủ nhận được nhưng mà khi hỏi đến cái việc là những muốn nhận học bổng làm trong việc gì thì anh ấy chỉ trả lời đó là mua những đồ chơi game mua những cái máy chơi game chẳng hạn hoặc là muốn nhận học bổng chỉ là để trong ngân hàng đó là sau này có cần cái gì đó thì xài bởi vì xét về điều kiện kinh tế gia đình của anh ấy thì anh ấy khá giàu. Anh ấy khá giàu có bởi vì cái việc nhận học bổng này chỉ để phục vụ cho cái thú vui tiêu khiển của ảnh, ví dụ như là chơi game chẳng hạn. Nấy, còn bản thân Thuận ấy, Thuận cần cái học bổng này bởi vì Thuận muốn giúp đỡ cha mẹ của mình. Thuận muốn giúp đỡ cha mẹ của mình bằng cách đó là Thuận lấy cái học bổng này, Thuận trả cho nó vào cái tiền nhập học đại học và trả một phần học phí của đại học thuận vạch ra bởi vì muốn vô trường đại học này nè thuận mất một cái khoản tiền nhập học này và tiền học phí như thế này có học bổng này thì nó giúp được phần nữa và còn phần nữa thì cha mẹ hỗ trợ cha mẹ hỗ trợ phần nào bởi vì ấy, tiền làm thêm của thuận ấy thuận phải trả cho nó trong tiền nhà và tiền ăn uống tiền sinh hoạt là không có khoản dư không có khoản dư khoản nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ nên là muốn để cho ba mẹ đỡ khổ phần nào để đỡ cái gánh nặng cho ba mẹ cho nên là thuận muốn cái học bổng này và thuận sử dụng cái học bổng này trong cái việc đó và thầy cô hỏi thêm nếu mà như nhận học bổng này em có bớt đi làm thêm được không cái thuận bảo ấy nếu mà như là nhận học bổng này nếu xét về cái mặt tinh thần của thuận ấy thì đúng là nó khá nó khá lắc cười nó khá thoải mái nó khá nó khá thoải mái khá vui đấy nhưng mà thầy hỏi về cái việc làm thêm ấy có giảm hay là không thì em xin phép em xin lỗi thầy là em không thể nào mà giảm làm thêm được bởi vì cái công việc làm thêm của em á em kiếm được một số tiền nó khá thấp nó khá thấp là cái số tiền thỏa thuận đã phải trình bày trong cái cv thường gửi cho thầy rồi thầy nhìn thấy số tiền không ạ à? nó khá thấp nó gần như là cái mức sống tiêu chuẩn của một người sống ở osaka như thế này và giống như là em làm em làm ra thì em đã phải chi tiêu cho những cái mà cơ bản nhất để sống để sống ở Osaka rồi nếu mà em không làm thêm được mà em dùng tất cả các học bổng này cho cái việc đóng học đóng học phí thì làm sao mà em có thể ăn uống và sinh hoạt được đúng không ạ? Cái thầy nói à đúng đúng là việc làm thêm của em em kiếm được tiền khá khá thấp là có nghĩa là không có giảm thời gian làm đúng không ạ? Bởi vì các bạn biết á thường cái mục tiêu nhận học bổng ấy là sẽ là hỗ trợ cho các bạn giảm giờ làm lại giảm giờ làm lại để cho học nhiều hơn nhưng mà thuận thuận là chọn cái bước đó là không có giảm giờ làm bởi vì sao bởi vì thuận có một cái lý do cụ thể và thuyết phục thầy đó là thứ nhất là thuận đi làm không có nhiều như người khác cái số tiền mà thuận kiếm được trong cái việc làm thêm của thuận ấy nó vừa cho cái mức chi trả chi trả trang trải cuộc sống của thuận nó nó không có dư nó không có dư quá nhiều nhưng mà nó nó đủ nó cũng không có thiếu nó đủ cho cái mà thuận đang sử dụng nhưng mà tự nhiên đùng một phát kêu thuận không đi làm thì làm sao mà có thể được bởi vì thuận dùng cái học bổng này đâu cho cái việc mà trang trải cái sinh hoạt phí đâu thuận dùng cho việc đóng học bổng mà ờ đóng, đóng học phí mà đóng học phí của trường mà đúng không ạ thì thuận có cái lý do thuyết phục được thầy cô là tại sao mình phải đi làm thêm và cái việc đó là thuận nói mà nếu mà kêu thuận đi làm thêm không được đi làm thêm đó, thì thuận sẽ uh, không 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 được không được bởi vì sao bởi vì ngoài việc đi làm thêm kiếm tiền để trang trải trang, học, trang thiết bị để trang trải cái cuộc sống của mình thì đi làm thêm nó còn giúp cho mình đó là có thêm nhiều bạn mới này rồi biết thêm nhiều tiếng nhật này qua cái việc làm đấy tự nhiên kêu mình nghĩ đi làm thêm nó mất những cái lợi đó mà học bổng không thể nào mang lại câu chuyện mà mình phỏng vấn học bổng ấy từ một cái anh có là một học khá giỏi được thầy cô là khá thích trong các ví dụ như buổi phỏng vấn hoặc là thiết minh uh, thiết minh về những cái đề tài đó thì anh nó được thầy cô khá trọng dụng nhưng mà tại sao anh ấy là không được chọn học bổng bởi vì tương lai của ảnh hoặc là bởi vì cái cách mà nhìn nhận về tương lai của ảnh sẽ làm những cái gì hoặc là cái cách sử dụng học bổng của ảnh trong những cái việc gì ảnh không đưa ra được một cái gì cụ thể cả cho nên là ảnh rất còn thuận ấy Thuận đưa ra những cái mục tiêu cụ thể Và cái lý do tại sao Thuận cần cái học bổng này Và Thuận biết khá rõ về cái học bổng này Nó nhắm về những đối tượng nào Đấy, Thuận có điều tra khá rõ Thuận có nghiên cứu khá rõ về nó Cho nên ấy, mặc dù Thuận chỉ có N4 thôi Cái lúc đó Thuận chỉ có N4 thôi Nhưng mà Thuận lại được nhận học bổng Vượt qua những anh chị có N1, N2 Vậy các bạn thấy Học bổng ở đây á nó có khá nhiều học bổng chúng ta không thể nào đánh đồng học bổng được có những học bổng bạn chỉ cần có n 1 hoặc là điểm thi agu điểm thi mà vào trường đại học gì đó các bạn trên bao nhiêu đó là các bạn đùng một phát các bạn sẽ được nhận các bạn sẽ được nhận không cần học bổng giống gì cả nhưng mà có những học bổng nó không quan trọng là bạn học giỏi như thế nào nó quan trọng là bạn có ý chí phấn đấu nó quan trọng là bạn có cái mục tiêu tương lai rõ ràng là không nó quan trọng là bạn có giúp đỡ những người phía sau hay là không những người mình đi sau bạn hay là không cái đó, cái đó là cái học bổng quan trọng là cái học bổng bạn nhận nó thuộc cái diện nào quan trọng là cái học bổng bạn nhận nó có phù hợp với bạn không đấy Đấy thì bạn hãy ứng cử mình vào cái học bổng đó. Và kết thúc cái học bổng đó thì bắt đầu thuận lên đại học, thuận lại tiếp tục nhận được một cái học bổng khác. Đó là một cái học bổng dành cho những người mà có thành tích xuất sắc, nhất uh, thành tích uh, xuất sắc nhất trong các du học sinh. Thì bản thân mình cái này là mình phải xác nhận cái việc đó là nó xét về thành tích. Để ứng cử vô học bổng này, thứ nhất thành tích của mình phải cực kỳ xuất sắc đấy thành cô mình phải cực kỳ xuất sắc và đặc biệt là phải xuất sắc nhất nhì trong các du học sinh đó mới là, là Một cái chuyện rất là khó đúng không ạ thì bản thân mình mình cũng không nghĩ là mình sẽ được ứng tuyển như cái này đâu nhưng mà khi mà học giữa năm nhất xong ấy thì cô được mail từ cô gửi đến là em có khả năng ứng tuyển cho học bổng này em hãy đến để trao đổi thêm nhé thì sau khi mà qua cái học bổng đó thì nó cái học bổng đó nó là đầu tiên nó là xét về cái khả năng cái cái mà điểm số ở trường xong rồi xét tới khả năng mà các bạn làm văn nữa các bạn các bạn viết văn nữa các bạn viết văn trong cái đề tài thay vì cho các bạn một cái đề tài cụ thể rồi các bạn suy nghĩ trình bày ý kiến của mình về cái việc đó nhưng mà người ta là cho một cái đề tài tự do các bạn biết gì các bạn viết cái đó muốn chết đúng không ạ thì á mình cũng không biết viết gì bản thân mình cũng không biết viết gì nhưng mà do mình nhau mà nhau mình á là mình có quen những cái người mà những anh chị xem bài đã từng lấy học bổng này và những thầy cô là chuyên gia chấm những cái học bổng dạng như thế này thì mình chủ động mình liên hệ với những người đó thì hiện tại năm nay cái đề tài của em là nó như thế này nè em phải viết như thế nào em làm như thế nào thì được đấy là lời khuyên cho các bạn đấy các bạn không biết làm như thế nào trong cái trường hợp gì đó thì các bạn nên hỏi những người có kinh nghiệm hơn để tư vấn cho các bạn thầy thầy cô nói Học bổng này á nó hướng tới những cái gì nè Thì em nên viết theo những cái như vậy Thì sau khi mà thượng viết ra Thượng viết theo những gì mà thầy cô chấm ấy Thầy cô nói ấy, thì Trong khoảng mấy ngàn người Người ta lọc ra khoảng còn 20 người Người ta lọc ra khoảng 20 người cái học bổng đó, đó là nó 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 không chú trọng trong cái việc đó là men -set mà nó chú trọng trong cái việc là thành tích ở trường của các bạn và cái cái đặc điểm mà các bạn viết văn thì các bạn nên biết cái học bổng nó chú trọng trong cái việc gì để các bạn làm tốt cái khâu đó xong là tới mà khi tới mà men -set ấy tới vòng men -set là khoảng 20 phút 20 phút mà mỗi dòng 20 phút khoảng hai dòng nhé hai dòng hỏi về cái việc mà uh, sau này trình hình trình độ chuyên môn của bạn là đang học cái gì những cái từ chuyên môn đó là cái gì thì không hề hỏi bởi vì mình biết cái học bổng này á chú trọng đó là bạn sau khi nhận học bổng này bạn có kết giao lưu được với những bạn khác hay là không bởi vì cái học bổng này nó tạo một cái sân chơi cho các bạn đó là kết nối với nhau giao lưu với nhau thì mình mình nghiên cứu khá kỹ về cái học bổng này đấy cái đường đi của mình cái đường chuẩn bị của mình nó khá khác với các bạn khác và mình đã đúng khi mà mình đi vô uh, phỏng vấn mình hoàn toàn không chuẩn bị gì về cái trình độ chuyên môn của mình cả mình tại vì mình là học sinh năm nhất mà đâu có học chuyên môn gì cái gì nhiều đâu thì uh, mình chú trọng cho cái việc đó là mình sẽ uh, chú trọng đến cái việc đó là tạo cái cách mà giao lưu kết bạn như thế nào sau khi mà nhận học bổng thì thầy, thầy cô chính xác luôn thầy cô cũng hỏi đó là sau khi nhận được học bổng như thế này nè em sẽ làm như thế nào để làm cầu nói giữa việt nam và nhật bản hoặc là sau khi nhận học bổng này ấy, em sẽ làm như thế nào để giao lưu với các bạn khác vậy như vậy thì mình cho mình đã có chuẩn bị thì mình trả lời luôn đó là giống như câu chuẩn bị của mình mà bởi vì bản thân mình đã có chuẩn bị mình rất là tự tin trong cái việc đó thì mình trả lời liền luôn đó là sau khi nhận học bổng này ấy thì ngoài cái việc đó là tham gia vào các volunteer của trường này, của trường các hoạt động tình nguyện của trường này uh, cho các cấp học sinh tiểu học uh, mình trả lời những cái đó thì mình cảm thấy giống như là nó mông lung quá ai cũng có thể trả lời được thì mình sẽ liệt kê ra đây đầu tiên á là em biết là học bổng cuối ngày sau khi mà nhận được ấy là em sẽ phải tham gia vô một cái số cái chương trình Um, giao lưu với các bạn Thì đương nhiên cái việc đó em sẽ tham gia Ngoài ra là em cũng sẽ tham gia ra Các hoạt động tình nguyện của trường Ví dụ như trường của em có hoạt động tình nguyện như thế này Đó là đi giúp các học sinh tiểu học Đi giúp các học sinh tiểu học Những cái bạn nào mà là con lai ấy, Người ta muốn học tiếng Việt Hoặc là không muốn học tiếng Trung gì đấy Thì hoặc là muốn học tiếng Anh thì em sẽ chỉ cho các bạn ví dụ em là người Việt em sẽ chỉ cho bạn tiếng Việt cũng như là tiếng Anh bạn sẽ chỉ ngược lại em tiếng Nhật thì nó tạo cái mối quan hệ giao lưu với nhau ngoài cái việc đó khi mà Thuận nói đến đó thì thầy cô thấy nhỏ này nó cũng thường quá nó trả lời giống như những người khác nhưng mà cái việc mình nói tại sao các bạn nên chuẩn bị ở nhà kỹ bởi vì các bạn phải tìm cho các bạn một cái gì nó khác biệt với người khác đúng không ạ và ngoài ra là cái mà em cũng đang làm đó là tạo ra một kênh youtube tạo ra một kênh youtube để kết nối những các bạn với nhau những bạn đang sống ở nhật này rồi ví dụ như em đưa về một ý kiến đó các bạn suy nghĩ như thế nào về ý kiến đó cũng giống như là đưa ra những cái lời khuyên cho những bạn chuẩn bị sang nhật nó sẽ làm như thế nào thì thông qua kênh youtube đó em cũng muốn đó là cái kênh youtube là để tạo cầu nói của em với lại phía việt nam từ nhật bản về phía việt nam và cũng như sau này về việt nam tạo cầu nói từ việt nam sang nhật bản tạo một cái câu nói thông qua kênh youtube của em đấy thầy cô nghe tới cái kênh youtube của mình đấy thầy cô nghe tới cái việc mà tạo kênh youtube thầy cô bừng lên liền Ồ oh, kênh youtube hả cái thầy cô hỏi là một lần nữa là cái gì cái em bảo là kênh youtube cái em muốn làm youtuber làm youtuber đấy thì thầy, thầy cô biết được thầy cô cái bắt đầu thầy cô thấy có hứng thú về mình đấy à kênh youtube tại vì mình trả lời nó khác với lại cái những cái câu trả lời mà các bạn khác đó thường là các bạn sẽ nói là tham gia vào tình và hoạt động thiện nguyện những cái hoạt động gì đó mà nó quá thường đi ai cũng có thể trả lời được tới câu trả lời của mình thì thầy cô cũng sẽ nghĩ là như vậy nhưng mà không mình khác với các bạn ở cái chỗ là mình sẽ tạo kênh youtube và cái mong muốn của mình là muốn giúp đỡ những cái bạn đi sau cũng giống như là học hỏi kinh nghiệm từ những bạn đi trước đấy thì thông qua kênh youtube đó mình muốn chia sẻ lại những cái gì mà mình biết được cũng như là học hỏi thêm những cái gì mà mình chưa biết đúng không ạ ví dụ như thông qua kênh youtube mình có thể học hỏi về cái khả năng đó là thuyết trình của mình đúng không ạ cũng học hỏi cái cách mà trình bày trước mọi người như thế nào đấy thì đó là cái cách mà mình tạo kênh youtube thông qua cái học bổng đó thầy cô nghe thấy kênh youtube của mình thì thầy cô khá khá có vẻ là khá thích mình rồi xong rồi hỏi về tương lai của mình thì mình là người thường hay vạch ra tương lai muốn gọi là vạch ra tương lai cụ thể là sẽ làm như thế này như thế này thì khi mà thầy cô đã hỏi về tương lai của mình rồi đấy thì giống như là như đã như những gì mình chuẩn bị luôn là mình sẽ có thể nói ra mà các bạn biết tương lai của mọi người thì cái định hướng của mọi người là nó sẽ khác nhau đúng không ạ? Mặc dù bạn nói là bạn muốn làm giám đốc nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là bạn muốn làm giám đốc trong cái lĩnh vực gì? Hoặc là bạn nói bạn muốn làm kinh doanh nhưng mà bạn muốn làm kinh doanh trong cái lĩnh vực gì? Nó khác nhau ở chỗ đó và từ bây giờ cho tới cái tương lai đó đó, tới cái thời điểm đó đó bạn vạch ra những cái kế hoạch gì thì cái kế hoạch của bạn nó khác nhau thì chắc ăn cái tương lai và những cái kế hoạch đó của bạn mỗi bạn nó sẽ khác nhau quan trọng là bạn phải tìm cái điểm nhấn cho mình và cái việc mà bạn đang học ở trường và cái học bổng này nó sẽ giúp gì được cho cái tương lai của bạn thì đấy đấy là đặc điểm mà bạn muốn nhận học bổng khi mà bạn muốn nhận học bổng lời khuyên của mình là bạn phải tìm hiểu thật kỹ về học bổng của bạn nhắm về cái việc gì là cái thứ nhất cái thứ hai nữa khi tìm hiểu xong các bạn phải chuẩn bị thật kỹ trước khi phỏng vấn và cái thứ ba nữa thật kỹ thật kỹ thật kỹ ở đây có nghĩa là gì các bạn phải ghi ra câu các bạn phải ghi ra câu hỏi sau các bạn ghi ra câu trả lời rồi các bạn nhìn lại câu trả lời của mình một lần nữa khi các bạn nhìn câu trả lời của mình một lần nữa rồi đó các bạn thấy à trong câu trả lời này của mình đó nha mình thấy là người ta vẫn có thể hỏi hỏi những cái này nè ví dụ như hồi nãy bạn ví dụ như cái câu trả lời là tại sao đến nhật đúng mà Tại sao Tại sao cái câu hỏi là tại sao đến nhật câu trả lời là tại vì nước Nhật là có một giao phát triển hiện tại có một số uh, rất nhiều nhà xí nghiệp uh, đặt ở như Việt Nam rồi sau này muốn làm câu nói vậy thì người ta sẽ có thể hỏi các bạn đó là uh, tại bây giờ mỹ hoặc là trung quốc đấy cũng đặt khá nhiều xí nghiệp ở việt nam và tại sao ông đi du học trung quốc hay đi, đi du học mỹ đi nhất thiết gì phải du học ở nhật đấy quan trọng là các bạn phải tìm ra được một cái sự khác biệt trong trong cái nước nhật với các nước khác cũng giống như là trong câu trả lời của các bạn phải mang cái tôi phải mang cái cá tính của các bạn trong đó thì thầy cô mới chống được điểm cao thì mình nghĩ là như vậy theo theo như là các trường theo như mà mình những cái trường mà mình đã đậu này cũng giống như là các học bổng mà mình đậu thì mình phát hiện ra đó là các bạn phải có một cái gì đó riêng của các bạn các bạn không phải các bạn không được trả lời một cái mà nó theo ba tăng mà nó cứ nhàm chán mà nó cứ giống nhau như vậy đấy các bạn đừng nên như vậy các bạn phải có một cái gì đó gọi là cá tính riêng cho các bạn nhé ừ. rồi đặc biệt là không gian lận khi mà không gian lận khi mà các bạn phỏng vấn thì cái việc mà gian lận này á, chắc là các bạn dành chỉ là nói cho các bạn mà chuẩn bị mới mới qua nhật thôi đúng không ạ à? bạn nào qua nhật đã lâu rồi á thì mình nghĩ là các bạn sẽ không có vấn đề gì trong cái việc mà gian lận nữa đâu mà các bạn hãy chính thực lực của mình giống như mình cũng đã động một cái học bổng mình trình độ n 4 lúc đó mình trình độ n 4 mình chưa thi cái gì cả mình trình độ n 4 rồi mình đối chọi với những người có trình độ n một n 2 nhưng mà mình đã thắng mình dùng và những cái lời lẽ, những cái ngôn từ, những cái kiến thức mà mình biết được đúng với cái trình độ N4 của mình, đấy và cộng với cái sự tự tin của mình, mình chỉ dùng đúng với những cái gì mà mình biết, mình có thể nói thôi, mình không thể nào mà khi mình N4 mình không thể nào nói những cái từ hoặc là những cái câu mà nó hoa mỹ, nó đẹp như ở N2 và N1 được, nhưng mà nó đúng với thực lực của mình, đấy, mình không gian lận, mình không gian lận, mình không, lận, mình không gì cả ấy thì đó là lời khuyên của mình khi mà các bạn đi phỏng vấn này hoặc là các bạn chuẩn bị nhận học bổng hoặc là các bạn đi Manchester vô một cái công ty nào đó đấy thì các bạn nên vạch ra những cái mục tiêu cụ thể cho tương lai cũng như là các bạn phải tìm hiểu khá kỹ về cái công ty và cái trường các bạn chuẩn bị vào nhá rồi thì mình nói thơ, nãy giờ cũng, cũng hơi dài đó là một cái câu chuyện mà của bản thân mình mình đã trải qua uh, mình cũng mình cũng dự định đó là làm cái cái uh, những đoạn clip ví dụ như là cuộc sống như học sinh tự truyện chẳng hạn thì mình không biết là các bạn có hứng thú nghe không bởi vì uh, nó cũng chỉ là những cái lời nói những cái về những cái cuộc sống những cái gì mà mình đã trải qua thôi Nếu mà các bạn có hứng thú về cái việc đó là cuộc sống như học sinh tự truyện ấy thì các bạn để lại like comment bên dưới cho mình nhé để mình uh, xem mình tham khảo cái ý kiến của các bạn là các bạn có muốn nghe hay là không cũng giống như sau cái cuộc sống như học sinh tự truyện đấy thì các mình cũng sẽ là cho các bạn một số lời khuyên về những cái mà mình đã trải nghiệm rồi để uh, những cái mà mình đã sai bởi vì có những thứ mà mình sai mà đến bây giờ mình mới nhận ra thì mình sẽ nói với các bạn biết để cho các bạn né đúng không ạ uhm, ví dụ như trong phỏng vấn thì các bạn đừng nên sử dụng những cái thể từ điển ví dụ như là, là nay hoặc là những cái gì mà xì răng chẳng hạn không biết hay gì đó thì các bạn đừng có nên nói vậy những cái gì mà bạn không biết thì các bạn không nghe kỹ thì các bạn nói là xì mắt chẳng hạn như vậy là ơn nói lại một lần nữa được không ạ cái hoặc là các bạn nói cái kiến thức các bạn chưa có được học để các bạn sẽ tìm hiểu thêm các bạn nên các bạn nên hướng tới cái việc là khi các bạn không biết cái gì đó thì các bạn nên nói với việc là các bạn sẽ tìm hiểu về nó các bạn sẽ tìm hiểu thêm về nó chứ các bạn đừng có nên trả lời là không biết là hết như vậy là là các bạn cũng sẽ hết luôn đúng không ạ các bạn sẽ hết luôn các bạn bởi vì là con người mà chúng ta cũng có một cái gì đó là giới hạn nhất định đúng không mà chúng ta đâu có thể làm biết thiên biến dạng hóa hoặc là chúng ta kiếm về mọi thứ đúng không mà chúng ta phải có những cái thứ mà chúng ta còn dở chúng ta không biết chúng ta còn phải khắc phục đấy chúng ta cũng cũng sẽ cần phải khắc phục nó thì quan trọng là bạn khắc phục nó như thế nào À, bạn đứng lên sau thất bại như thế nào thì cái đó mới là cái quan trọng. À, mình hy vọng thì về cái về cái uh, clip ngày hôm nay, cái đoạn video ngày hôm nay ấy mình mình sẽ nói với các bạn là không phải chỉ cho các bạn những cái ba tăng những cái mà người ta sẽ hỏi các bạn khi mà các bạn đi phỏng vấn người ta sẽ hỏi những bạn những câu này, câu này, câu này, câu này, câu này. Thì có thể là làm cho một số bạn đang đợi những cái câu hỏi nhất định đấy, những câu hỏi nhất định đó đưa ra đấy thì có thể là làm cho một số bạn đang mong đợi, các bạn thất vọng, nhưng mà um, có thể nhưng mà qua đây thì mình cũng muốn là các bạn thức tỉnh lại, thức tỉnh lại về cái suy nghĩ, cái suy nghĩ là sẽ học thuộc lòng những cái câu hỏi mà uh, trung tâm sẵn sẵn nè, hoặc là các anh chị xem bài, những cái anh chị đi trước đưa lại thì cũng muốn các bạn là dừng, dừng cái suy nghĩ đó, dừng cái suy nghĩ đó mà hãy linh động, hãy uh, sống thật với lại cái mà khả năng của mình có hãy đi hãy cứ thật với những gì mà mình có là được và quan trọng là các bạn phải vạch ra được cái mục tiêu của tương lai sau này là gì và vì cái mục tiêu đó cho nên nó dẫn tới cái lý do mà bạn du học bởi vì cái lý do du học và cái tương lai ấy, nó có liên kết với nhau đó, các bạn nên trả lời những cái gì mà nó có liên kết với nhau mình khuyên các bạn như vậy chứ các bạn đừng có trả lời đó là lý do đi du học là một đằng rồi sau một mục tiêu tương lai là một nẻo thì như vậy nó không có hay cho lắm nhé mình bởi vì tương lai của mình mình muốn làm những cái việc đó là xuất nhập khẩu hoặc là làm những cái buôn bán hàng hóa của nhật bản và việt nam đấy tương lai của mình là như vậy cho nên cái lý do cái lý do ban đầu đi du học đó là do mình thấy có khá nhiều cái xí nghiệp của Nhật Bản ở bên Việt Nam này rồi mình muốn làm một cái cánh tay hoặc là mình muốn là một phần cái một phần của họ muốn trở nên là một phần trong cái công ty của họ mình chỉ đó là lý do của mình chỉ là như vậy thôi đấy và cái khác nhau tạo khác nhau là bởi vì nước nhật của những mọi người ấy, nước nhật của ngài ấy, dạy cho chúng tôi cái cách làm dạy cho chúng tôi về cái đạo đức này đấy uh, dạy chúng tôi về đạo đức những cái như vậy ừ. thì nói đến đây thì mình nghĩ là các bạn cũng đã hiểu ra đúng không ạ quan trọng mới là phải tự năng lực của bản thân cố gắng là không tuyệt đối không gian lận không gian lận trong thi cử cũng như là không gian lận trong phỏng vấn và cái thứ hai nữa là có mục tiêu cụ thể rõ ràng uh, trong tương lai rồi uh, cũng như là lý do tại sao đi du học bởi vì á uh, cái câu hỏi mà lý do tại sao đi du học này và cái mục tiêu trong tương lai á mình đảm bảo luôn mình đảm bảo luôn là hầu như là trong tất cả các phỏng vấn nào các bạn cũng được hỏi hết ấy nên là các bạn cũng mừng đi bởi vì mình biết được hai câu rồi đúng không ạ cho nên là bây giờ hãy chuẩn bị thế nào nếu các bạn thấy kênh của mình hay và ý nghĩa thì đừng quên cho mình một like cũng như là một subscribe cho kênh của mình nhé để tạo cho mình động lực ra thật nhiều video mới và cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết video xin chào và hẹn gặp lại vào những video mới